160 triệu euro là số tiền mà câu lạc bộ AI Hila đã phải bỏ ra để có thể nhận được cái gật đầu đồng ý từ 5 cầu thủ Neymar để có thể ký hợp đồng với họ trong vòng 2 năm để đá tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Bên cạnh đó thì ngôi sao Brazil cũng nhận được các đãi ngộ như một ông hoàng cùng với mức thu nhập khủng lên đến hơn 400 triệu đô la Mỹ trong vòng 2 năm hợp đồng. Vậy là nối gót Ronaldo đã có thêm một cầu thủ hàng đầu thế giới tới chơi tại vương quốc dầu mỏ, khiến cho giải bóng đá vô địch quốc gia của nước này nhận được sự chú ý hơn bao giờ hết. Người ta còn đùa nhau rằng 10 năm nữa thôi, giải vô địch quốc gia Ả Rập sẽ sở hữu dàn sao khủng y như giải Ngoại hạng Anh hiện giờ. Vậy nhưng liệu tất cả chỉ dừng lại ở niềm yêu thích bóng đá của các ông chủ Ả Rập hay có những tính toán nào phía sau những bản hợp đồng triệu đô này? Hãy cùng Irene tìm hiểu trong số tiếp theo của series Bổ Não trong video ngày hôm nay nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe qua 68 TV, cũng như ấn vào nút chuông nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ vào những video mới nhất của tụi mình nhé. Đầu tiên, chúng ta phải đi tìm hiểu về niềm yêu thích bóng đá của các ông hoàng Ả Rập Xê Út. Ả Rập thì vốn là một quốc gia ưa chuộng môn thể thao vua. Và mới đây, với việc Neymar đã giành cái gật đầu của mình dành cho giải Pro League, giải vô địch quốc gia bóng đá Ả Rập Xê Út, thì giải bóng này hiện đang sở hữu sự góp mặt của rất nhiều cầu thủ ngôi sao, trong đó có cả cầu thủ từng 5 lần đạt giải quả bóng vàng thế giới, đó chính là Cristiano Ronaldo. Farhan Nazo, người phát ngôn của Đại sứ quán Ả Rập Xê Út tại Mỹ thì đã từng chia sẻ rằng Cristiano và Neymar thì là những cầu thủ nổi tiếng bậc nhất thế giới. Sự hiện diện của họ thì chính là nỗ lực của chúng tôi để nâng cao trình độ của giải bóng đá địa phương tham gia vào giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Có một điểm chung là quỹ đầu tư nhà nước của Ả Rập Xê Út PIF chính là nhà hỗ trợ chính cho các thương vụ này. Thái tử Mohammed bin Salman chính là người nắm quyền chèo lái quốc gia hàng đầu tại xứ sở dầu mỏ, chính là chủ tịch của quỹ PIF. Hồi tháng 6 vừa qua thì quỹ này đã tiếp quản 4 câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của đất nước là Al Ittihad, Al Nasr, Al Hilal và Al Ahly. Thương vụ trên thì nằm trong một kế hoạch mang tên là Tầm nhìn 2030, được dẫn dắt bởi Thái tử Ả Rập Xê Út, nhà lãnh đạo 38 tuổi đầy tham vọng, người đang cố gắng củng cố vị thế của mình cũng như là tạo sự ảnh hưởng cho vương quốc ở trên trường quốc tế vào cuối thập kỷ. Ả Rập Xê Út thì đã mở hầu bao để đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào mọi lĩnh vực từ thể thao đến truyền thông và giải trí như là một phần của đầu tư quốc tế nhằm giúp đa dạng hóa nền kinh tế ngoài dầu mỏ của họ. Tất cả những điều này khiến cho Ả Rập Xê Út đang trở thành một nơi hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến với nền kinh tế ở chế độ bùng nổ của Ả Rập Xê Út. Giống như nhiều quốc gia khác thì nền kinh tế Ả Rập Xê Út cũng gặp khó khăn khi mà đại dịch Covid-19 bùng nổ vào năm 2020. Thế nhưng kể từ đó thì đã có một bước tăng trưởng vượt trội ở nền kinh tế này. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới World Bank thì tổng sản phẩm quốc nội GDP của Ả Rập Xê Út lần đầu tiên đã vượt mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, trong khi GDP bình quân đầu người ở nước này đã cán mốc là 30.436 đô la Mỹ, tăng gần 50% chỉ trong vòng 2 năm. Giai đoạn tăng trưởng này đã giúp cho Ả Rập Xê Út đảm bảo vị trí là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm G20 vào năm ngoái, được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng GDP là 4,8% do giá năng lượng toàn cầu cao cũng như là sự bùng nổ trong các lĩnh vực như là xây dựng hay là vận tải. Ả Rập Xê Út thì đang cố gắng giảm sự phụ thuộc kinh tế của họ vào dầu mỏ. Vậy tại sao Ả Rập Xê Út lại phải thúc đẩy một nền kinh tế phi dầu mỏ? Ả Rập Xê Út thì vốn được mệnh danh là vương quốc của dầu mỏ. Dầu mỏ thì lần đầu tiên được phát hiện tại quốc gia này vào khoảng tháng 3 năm 1938. Sau đó thì là hàng loạt các phát hiện lớn khác tại vùng đông nước này. Ả Rập Xê Út thì từ đó đã trở thành quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, với trữ lượng dầu mỏ lớn thứ nhì và trữ lượng khí đốt lớn thứ 6 toàn cầu. Ả Rập Xê Út thì có nền kinh tế phụ thuộc vào dầu lửa, chính phủ điều hành hầu hết các hoạt động kinh tế lớn xoay quanh nền công nghiệp này. Nước này thì cũng đang sở hữu 25% tổng trữ lượng dầu mỏ của thế giới và là nước xuất khẩu dầu lửa lớn nhất, dẫn đầu trong khối OPEC. Ngành khai thác và sản xuất dầu mỏ thì đang đóng góp lên tới 75% thu ngân sách, 45% GDP và 90% thu nhập từ xuất khẩu. Doanh thu từ dầu mỏ thì chính là nguồn thu nhập lớn nhất của Ả Rập Xê Út, và GDP bình quân đầu người của nước này đã có thời điểm đạt đỉnh cao là 31.000 đô la Mỹ. Mặc dù ngành công nghiệp dầu mỏ thì chính là huyết mạch của cả Ả Rập Xê Út, thế nhưng các ngành công nghiệp khác thì lại chậm phát triển. Những ngành công nghiệp phi dầu
giờ mỏ của Ả Rập Xê Út như là sắt thép, luyện kim, xi măng, khử mặn nước biển, điện lực, nông nghiệp hay là dịch vụ thì đều rất manh mún tại nước này. Hiện nay thì Ả Rập Xê Út đang cố gắng giảm sự phụ thuộc vào doanh thu từ dầu mỏ như là một phần ở trong kế hoạch tầm nhìn 2030 cho một nền kinh tế đa dạng. Nhưng rõ ràng, đây vẫn là một thách thức đối với nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới. Mức tăng trưởng kinh tế 8,7% của nước này trong năm ngoái thì đa phần là do giá dầu tăng cao. Saudi Aramco, công ty dầu khí quốc doanh của Ả Rập Xê Út thì đã huy động được 25,6 tỷ đô trong đợt phát hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng vào năm 2019, đạt mức lợi nhuận kỷ lục lên đến 161 tỷ đô vào năm ngoái. Tuy ở thời điểm hiện tại, dầu mỏ vẫn đang là vua ở Ả Rập Xê Út, thế nhưng đây vẫn là một khoáng sản hóa thạch và chắc chắn sẽ bị khai thác hết trong tương lai. Vì vậy, Ả Rập Xê Út cần phải có những biện pháp để thực hiện một nền kinh tế phi dầu mỏ. Hiện tại, mục tiêu của tầm nhìn 2030 đó chính là tăng tỷ trọng xuất khẩu phi dầu mỏ trong GDP từ 18,7 lên 50%. Vậy, Ả Rập Xê Út đã làm những gì? Để tiến bước tới tham vọng không phụ thuộc vào dầu mỏ thì tuyên bố ban đầu về tầm nhìn 2030 của Saudi đó chính là đưa ra 3 trọng tâm, bao gồm 3 cột trụ lớn đó chính là quốc gia đầy tham vọng, nền kinh tế thịnh vượng và xã hội sôi động. Bộ trưởng Năng lượng của Ả Rập Xê Út đã cho biết mục tiêu của chương trình đó chính là tạo ra đến 1,6 triệu việc làm mới, tăng xuất khẩu hàng hóa phi dầu mỏ lên 267 tỷ đô la Mỹ trên năm và tăng thêm 320 tỷ đô la Mỹ vào GDP, tương đương với khoảng 30% GDP nước này. Với tầm nhìn đó thì đã có 5 lĩnh vực chính mà Ả Rập Xê Út nhắm tới, bao gồm là thứ nhất là chuyển đổi kỹ thuật số, bao gồm là phát triển chiến lược trí tuệ nhân tạo trên khắp vương quốc. Thứ hai là tiếp tục nỗ lực xanh hóa nền kinh tế và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Kế đến là phát triển và nội địa hóa nhân tài, bao gồm là đảm bảo các mục tiêu quốc hữu hóa và nội địa hóa chuỗi cung ứng, nền kinh tế công nghiệp và kỹ năng. Tiếp theo là tăng trưởng dân số, do các cải cách thị thực mới thu hút được nhiều người nước ngoài và tăng cường khuyến khích kinh doanh cho cả doanh nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực. Kế đến là phát triển khách sạn và du lịch, bao gồm các khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng và những cải cách thị thực gần đây. Trong đó thì điểm nhấn chính là kế hoạch xây dựng NEOM, một thành phố sinh thái khổng lồ, lớn gấp 33 lần so với New York. Ả Rập Xê Út thì đều không ngại đầu tư lượng tiền mặt khổng lồ. Các khoản đầu tư lớn thì chủ yếu được thực hiện bởi quỹ đầu tư công PIF, quỹ tài sản được nắm giữ bởi thống đốc quỹ là Chancellor Arumian. Đây là đối tác đầu tư đằng sau những thương vụ ngoạn mục trong lĩnh vực thể thao như là việc Ả Rập Xê Út mua lại câu lạc bộ Newcastle United và việc sáp nhập giải LIV Golf với PGA Tour, động lực thúc đẩy các khoản đầu tư trong nước của Ả Rập Xê Út vào các dự án lớn như là NEOM và khu nghỉ dưỡng Biển Đỏ. PIF thì tiết lộ vào tháng 8 rằng tài sản được quản lý đang vượt mức 2,23 nghìn tỷ riel, tức là khoảng 594 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Khoảng 1/4 số tài sản đó thì là tài sản quốc tế. Ở địa hạt khác thì với việc ra mắt chương trình là Saudi Seasons với 11 mùa văn hóa bao gồm 4 sự kiện chính, đó là các sự kiện giải trí, văn hóa, kinh doanh và thể thao thì đã khiến Ả Rập Xê Út phát triển hơn 400 ngành nghề văn hóa mới. Động thái này thì đã khiến cho số lượng thợ thủ công đăng ký ở trong Hiệp hội Thợ thủ công của Ả Rập Saudi tăng lên đến hơn 5.000 người. Vương quốc này thì cũng đã thực hiện các bước thực tế để tăng cường sự hiện diện văn hóa của họ và tham gia vào các diễn đàn quốc tế quan trọng, chẳng hạn như là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Biasur và liên hoan phim Cannes, hay là như bộ phim Lady of the Sea của đạo diễn Ả Rập Saudi Salman Amin đã được đề cử tại hạng mục phim nước ngoài hay nhất ở Oscar, và đạo diễn từng đoạt giải thưởng Hanna Alwi thì cũng đã đóng góp đáng kể với loạt phim kinh dị mang tên là Whispers. Al Sunwat, một chuyên gia nghiên cứu kinh tế của Saudi đã chỉ ra rằng lĩnh vực du lịch và giải trí thì sẽ giúp tăng thêm hơn 5% vào GDP của nước này cho đến năm 2030, chưa kể đến sự đóng góp của các lĩnh vực xã hội này thì sẽ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống ở các thành phố của Ả Rập Xê Út, cũng như là phát triển văn hóa và nhân cách của dân cư Ả Rập trong tương lai. Ả Rập Xê Út thì còn có một tiềm năng cực kỳ lớn nữa, đó chính là dân số trẻ. Dân số của Ả Rập Saudi thì còn trẻ và đang phát triển mạnh. Theo Tổng cục Dân số thì hiện tại Ả Rập Xê Út đang có số dân là khoảng 36,4 triệu người vào ngày 11 tháng 9 năm 2023, theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc. Theo một cuộc điều tra dân số vào năm 2022 được tờ Reuters đưa tin thì dân số của nước này đã tăng hơn 1/3 trong 13 năm qua và hơn một nửa số dân của Ả Rập Xê Út đang dưới 25 tuổi. Khát vọng tăng trưởng của Ả Rập Saudi sẽ cần đòi hỏi số dân tăng liên tục và việc này sẽ nhận được sự hỗ trợ bởi kế hoạch tăng gấp đôi dân số của Riyadh và thu hút 9 triệu
dân mới đến với The Line vào năm 2045. Tỷ lệ thanh niên gia nhập lực lượng lao động cao trong những năm tới thì sẽ là một trong những thách thức lớn nhất đối với Ả Rập Xê Út. Và nước này thì đang có kế hoạch đa dạng hóa nền kinh tế cũng như là tạo ra rất nhiều cơ hội mới cho lao động trẻ. Ả Rập Xê Út cùng với nhiều quốc gia khác ở trong thế giới Ả Rập thì là điểm đến hấp dẫn của tầng lớp lao động nước ngoài. Theo Reuters thì hơn 40% tổng số dân của nước này không phải là người Ả Rập Xê Út. Đất nước này đang có thời gian phụ thuộc rất nhiều vào lao động nhập cư. Nhiều người ở trong số họ thì làm việc trong các lĩnh vực như là nông nghiệp hay là dịch vụ gia đình. Business Insider thì ước tính dựa trên khảo sát lực lượng lao động chính thức tại Ả Rập Xê Út, tỷ lệ thất nghiệp của nước này đang ở mức khá thấp là khoảng 5,1% trong quý 1 năm nay. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là từ 52,4% cho đến 61,7% đối với công dân Ả Rập Xê Út và 75,2% đối với người không phải là công dân Ả Rập Xê Út. Với những chính sách tích cực trong tầm nhìn 2030 thì Ả Rập đã đạt được một số thành tích đáng kể như sau. Đầu tiên là tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ đã tăng từ 5% lên đến 37%, vượt mục tiêu 30% vào năm 2030. Và năm 2023 này thì khách sạn và du lịch là một trong những lĩnh vực đã tăng trưởng lớn nhất trong nền kinh tế phi dầu mỏ của Ả Rập. Một trong những động lực lớn nhất đó chính là du lịch tôn giáo thông qua Haji và Umara. Vương quốc này thì đã đạt kỷ lục hàng quý với 6 triệu khách du lịch ở trong quý 4 năm 2022, cao hơn 47% so với cùng kỳ năm 2019. Cuối cùng thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tương quan của Ả Rập Xê Út so với các quốc gia vùng vịnh khác. Các nền kinh tế vùng vịnh thì có đặc điểm chung là đều phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ dầu mỏ hoặc là khí đốt, trong khi Ả Rập Xê Út thì là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở trong nhóm G20 vào năm ngoái, thì các quốc gia vùng vịnh khác như là Kuwait hay là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng có mức tăng trưởng mạnh. Ả Rập Xê Út thì đã ghi nhận tổng GDP lớn nhất ở trong Liên đoàn Ả Rập vào năm ngoái. Nền kinh tế trị giá 1.000 tỷ đô của Ả Rập thì đã lập kỷ lục với quy mô lớn gấp đôi so với UAE, tức là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy nhiên, theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thì GDP bình quân đầu người của Ả Rập Xê Út đã giảm xuống dưới mức được ghi nhận tại Qatar, UAE hay là Kuwait. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về nền kinh tế của Ả Rập Xê Út cũng như là về kế hoạch mang tên là tầm nhìn 2030 của nước này để tiến tới một nền kinh tế phi dầu mỏ ở trong tương lai. Anh em nghĩ sao về video này và hãy cùng comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần comment nhé. Và mình là Irene, hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!